Bà con ta đang cấy cái lúa. Cái này chắc cấy dặm đó. Cái này mấy cái mương nước nó chảy, trời mưa nước nó chảy xuống đây. Đó, nước chảy. Thôi đúng rồi. Nắng tôi xịt á. Ngó to nắng. Ồ. Cá đỏ mang nữa đó. Nó có cá đỏ mang nó lên tới trên này nữa. Đây cá này nó dưới là mưa nó dưới kinh nó lên. Cá rô, cá trắng. Cá đỏ mang. Cá này dinh. Cục kho nữa. Và nó cục kho bên này lại. Đấy, xíu chẳng là cái nạ suối ăn mình thấy chẳng nếu mà tôi anh từ mưa phụ nạ tôi thấy đang bán thấy xong phụ ở xíu chắp vô à hả nó muốn để chắp tao ăn. Cảm ơn thầy. À nó sửa sửa cả đón đón rồi. Nước nó chảy, nước nó chảy, cá nó liền, nó đang xịt. Cô biết thôi, mang để xịt, nhiều không sao. Cái bác lấy bán mấy đứa nhỏ. Cái này ai mà nè. Cái này ai tụi con phẩm ăn nè. Hả? Tụi con mấy đứa lận? Mấy đứa trong đó? Năm hả? Năm cục nè. Lấy năm cục thôi. À, chia nhau ha. Rồi nó chạy nó bỏ cái gì vậy? Nó sợ tru bắt hay sao mà nó chạy bỏ cái đó vậy? Cái đứa nhỏ ở quê nó thấy lạ lạ, nó sợ. Cái đứa này nó chưa từng chơi mấy cái làng này, tôi vô là tụi nó thấy là nó chạy lại nó chặn đường tôi luôn. Ở trong đó, trong cái chòm này là có cái nhà ở trong này. Ngay ní ấp vô kẻ quê. Hả? Vô bài đỡ hả? Hả? Ngay ní ấp vô kẻ quê. Anh phết rô mây. Ừ, mây chẳng. Tạm mây bớ. Léo mùi. Quê. Léo mùi. À quý không? Tôi cho tao quý. Anh lên. Đây vô ai bia. Không được tao xin ông. Bỏ anh chơi, vô tao quý nè. Chắc đua họ cho. Lươn phách. Thơ ấy không phong thơ ấy không? À. Tao ai ta thọt rụp. Tao bày nè ta thọt rụp rồi. Đó. Tao. Nè. Quý nè. Tao thọt rụp.
ตาชอบรูปเฮ้ยตีตาเหรอเออตามานึงชอบรูปนะชอบรูปบาดเฉลยเฉลยเฉลยเออปีนี้อ่านี่อ่ะปีนี้เฉลยอ่ะสุดเฉลยอ่านี่แล้วสกอร์มั้ยเนี่ยก็ไม่บานจังซีมอ่ะเออไม่จังเออเราสนใจโอ้สายซีมัดปีมัดเจ้าเลยอ๋อมีมีน้องหอนใบเนี่ยไอ้อวยเนี่ยเอาไปจัดกะกะวิจัดกะไหมเดี๋ยวคุณเมื่อมาทำมาดองปลาเนี่ยไม่นะพวกเกลือจุ่มยังมันกะไหมวิแก้วหน้าไหมเนี่ยเอาไปจัดวิได้วิเสร็จไหมวิได้ใช้แก้วไหมถึงไรก็วิตามมึงเป็นคนน่ะมามาเอ้ยตาบ้าวิ่งหมุนวิ่งเอ้าตาอ๋อเจ๊ให้เอามาตามมาวิ่งเตะมันเอาอันที่ให้ปลาให้บ้าจึงมองอ่ะเจ๊เอ้ยดอกราจุ้งปีนี้ไปแต่ไหนเขาเขาก็ด่าโยใครว่าตำรวจมือเชิงเหรอจ้าเชิงว่ามันเจ้าเต้อมบนเอาดังจริงอ่ะเนี่ยนำเชลจริงอ่ะเมื่อครูไม่อ่อยอ่อลุยโยตำรวจต้องไปเธอไม่เธอต้องไปจับไปจับชายช่องอ่ะมาไปจับนี่ไงจึงมานานี่cho thầy mẹ chữa mấy tháng nay rồi cái xương nó còn nó không có liền lại. Bây giờ phải làm giấy tờ đi hai vợ chồng nãy đó thằng chồng nó chống gậy á. Đó rồi giờ phải làm giấy tờ nó đi xuống đưa xuống dưới Long Xuyên cho người ta ta bó lại.Bây giờ mà còn thầy Lan nữa chết rồi. Nói chung thì nếu mà ấy thầy Lan thì nó đỡ tốn tiền. Dân nghèo nó sợ tốn tiền thôi.Cái này ớt gì cũng dính á, lươn, ớt, cá, cua. Ta sẽ trong ruộng, cá nó lên nó trốn ở trong ruộng.Cái đường này là đường kẹt nước mà, đường vô trong mạng núi để đi qua bên ăn Tết các bạnở phía sau thì sực chết thì bây giờ chưa thấy được con nào nó mờ đó
thấy không biết là buông cây tuyệt ra nhưng mà bắt cái này là người ta đang cắt cái đọt lúa mùa, cái lúa mùa nó cao lắm, cái này người ta cắt cái đọt nó đem cho bò ăn, chỉ có cái lúa mùa là mới cắt được thôi nha bà con, cái lúa mùa nó cao quá người ta cắt khúc trên, cái khúc trên cho lấy cho bò ăn. Nhìn tưởng đâu là ruộng nó hư người ta cắt á, chứ thật ra là người ta cắt cái đọt lúa, người ta cắt đọt lúa cho bò ăn, còn cái phần gốc đó, còn lại là nó sẽ mọc lên lại nữa. Mình xa thân xăm nếp bóng ôn thử phân ấy, lên nhà tù huyết máu á ta nà tinh, ngày muốn khơi kia tinh đốc bay con mà cả lỗ. Nào bay phiên đó. Nào có bay phiên đó. Nó bị ăn rồi tinh đi. Khơi như nơi sẽ trái nơi phình nữa. Nhưng tục nó ngọt khôi chứ mà. Khôi tới, cũng khôi luôn. Ây thì mình khôi tới. Tục tới đặt chai luôn. Ồ, cũng đặt dây luôn. Dạ bà con. Rồi khôi, rồi chết khôi. À, phải chấm bắn thì tiết cho đồn tai thế này. Đồn tai, ai. Nóng cái này. Ai mỗi vị nóng hết. Ủa, tụi mơ nóng. Ủa, nâng nẹ tính nhỉ? Đấy. Đọc A, bông A, đọc chú, ฉันทำหนังบานกาแต่เลยอยากโควิดน้องม้าองอบออกนี่ตาเดาเมื่อตั้งติดตั้งตาเวิร์ดโดนสะอาดด้วยสะอาดมวยมวยไงฉันทำในวิสบูตักอะเพลียงเวอร์มามได้จะทำหล่อแต่เพลียเจ็บน้ำสะอาดไอ Bơ biên ấy, chỉ lấy nàng, chỉ nắng, chỉ một bao chứ cũng may rồi biên ấy. Tà lông bán đó nghe. Tà lông bán bán phải mỗi quán quán bao chứ tà lông trao. Trao. Thao đây, bà nâng đọc biên, nâng chỉ nắng, đọc biên, nâng, 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 trao mà phải ăn nước tính nhỉ? Trái gọi đã đỏ khái mà nương máu đã lùi đó đặt cá ấy bạn lùi bạn cá môn đấy năm nay phải khai vô không mỗi năm nếu mà không có dịch bệnh á khi mà khi môn tới tuổi á là tới lúc mà nhậu á là lái nó vô giành giật nhau đặt cọc nó vô môn còn bây giờ nè thì môn rụng môn rồi bỏ nó nằm đây luôn nó không có hư nhưng mà giờ cần tiền lúc này bà con đã cần tiền để làm phước á là vô với cái mùa lễ hội nè đó là hiện giờ đang xung binh nè chút nữa là tới đôn ta vậy ta cần tiền để đi chùa để mua đồ mua đạt đi rồi đi chùa đi chuyện nhưng mà bây giờ không có mua bán được nè ruộng khoai môn rồi thấy còn nằm ỉ đây đầy hết ta để nó thì nó để nó dưới đó thì nó không có hư nó càng lớn nữa nhưng mà có điều là bà con ta đang cần tiền khoai môn mà 1 ký có 3.000 à còn khoai từ thì nãy hỏi bà nói là được 6.000 nó 7.000 gì đó nhưng mà khoai từ hay khoai môn gì cũng vậy phải từ 10.000 trở lên mới có lời
Tại vì khoai từ với khoai môn nó cần phân. Còn khoai mì thì rẻ nhưng mà nó không có cái công mà chăm sóc nó không có nhiều. Cây này là cây đậu bắp nè, ở dưới ruộng là khoai từ, ở trên này là đậu bắp.